dạo này trên mạng đang có một cái trào lưu gọi là săn lùng móc khóa bọt biển SpongeBob ở Miniso. Wow. Anh thấy nó cũng khá là hay ho và dễ thương cho nên là anh quyết định sẽ đu trên này. Thực ra ấy là bởi vì ở gần nhà anh có một cái cửa hàng Miniso, đi cũng khá tiện cho nên là anh mới quyết định đu trên thôi. Chứ còn xa quá thì chắc là cũng không đi đâu. Anh sẽ đưa các em đến Grison Mall. Trong này thì có một cái bể cá nước mặn siêu đẹp mà lần nào đi qua anh cũng vào ngắm. Phải công nhận là những loài cá sống dưới biển rất đa dạng và cũng có nhiều con tuyệt đẹp luôn. Yes. Các em phải nhìn trực tiếp thì mới cảm nhận được nó sinh động như thế nào. Ở đây thì anh còn thấy cả cá hề Nemo nữa này. What? Đáng yêu quá đi mất. Còn hơn 10 ngày nữa thì mới đến ngày của mẹ, nhưng mà người ta đã trang trí rồi này. Đây cũng là một nơi chụp hình rất đẹp luôn đấy. Nhưng mà tiếc là anh không thích chụp hình, cho nên là anh đi tìm Miniso đây. Đi lòng vòng nãy giờ mà vẫn chưa thấy cửa hàng đó nằm ở đâu cả. Xem trên mạng thì người ta nói là ở tầng 3, mà anh đã tìm rất là kỹ rồi, vẫn không thấy. Rất có thể là nó đã bị đóng cửa, chứ không thể tàng hình như vậy được. Buồn quá, nên là anh đã đi xuống. Thì anh chợt phát hiện ra, có một địa điểm khác khiến anh cực kỳ bất ngờ. Đó là một cái cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Và wow, có hẳn một cái ion ở dưới này luôn. Thật không thể tin nổi. Anh đã bị lôi cuốn bởi rất nhiều các món đồ ăn hấp dẫn ở nơi này. Bạn nào mà là tín đồ của ẩm thực đường phố thì chắc chắn sẽ rất là thích. Có đủ các loại xiên bẩn luôn này. À, mà chắc là không phải bẩn đâu. Nhìn nó cũng khá là vệ sinh mà. Với lại đồ bán trong siêu thị chắc là cũng phải đảm bảo chứ. Tạm gọi nó là xiên không bẩn nhé. Chỗ này thì cũng giống như các siêu thị Ion khác thôi. Thậm chí là anh còn thấy nó khá là nhỏ vì diện tích căn hầm này không lớn lắm mà. Nhưng mà hàng hóa thì lại có rất là nhiều luôn nha. Đặc biệt anh còn thấy có cả sữa tươi thanh trùng Lotamil nữa này. Wow, sữa tươi lên men lợi khuẩn của Lotamil mà anh rất thích nữa kìa. Bạn nào mà thích bánh ngọt thì cũng không nên bỏ qua cái quầy này. Quá trời bánh hấp dẫn luôn. Thôi, chơi thế là đủ rồi. Nhiệm vụ quan trọng hơn là đi săn tìm móc khóa bọt biển. Anh lại quyết tâm đi tìm một cửa hàng Miniso khác. Hôm nay thì trời nắng nóng kinh khủng luôn. Dạo này thì chúng ta không thể nói là nắng ấm chan hòa nữa, mà phải gọi là nắng khùng nắng điên thì đúng hơn. Có bạn nào biết đoạn đường này không? Nó dẫn đến cầu Ánh Sao, một cây cầu rất là nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh đấy. Rồi, cuối cùng thì anh cũng đã đến một cái trung tâm thương mại khác. Cái này có tên là Vivo City. Chỗ này thì anh cũng đã đến vài lần rồi và hy vọng lần này chúng ta sẽ tìm được Miniso. Wow, nơi này thì cũng rất là rộng lớn. Và cái gì thế này? What? Nó là Mini Hood, chứ không phải là Miniso. Lúc này thì anh hơi bị nản luôn. Thế là anh đã đứng lại, nhìn quanh một lượt. Thì anh chợt phát hiện ra một ký hiệu quen quen. Đây rồi, chính nó. Ôi trời, anh cứ tưởng là mình vừa tìm được kho báu luôn á. Tức tốc chạy đến thì đúng là nó rồi. Hãy cùng anh khám phá cái cửa hàng này nhá. Yes. Wow, các em nhìn này, có quá trời những cái hộp blind box luôn. Dịch sơ sơ thì nó có nghĩa là hộp mù mắt. Nhưng mà có thể hiểu là hộp bất ngờ hay là hộp bí mật thì sẽ hay hơn. Vì bên trong này có thứ gì thì chúng ta phải mở ra thì mới biết được. Ủa, nhưng mà tìm mãi không thấy cái túi bọt biển của anh đâu cả. Thật sự thì những cái mô hình này đẹp quá các em ạ. Ngắm mãi không biết chán luôn. Rồi anh lạc qua mấy cái gian bên này lúc nào không hay. Đây cũng là những cái móc khóa này. Mặc dù nó rất là xinh, nhưng đó không phải là thứ anh muốn tìm. Anh cần gói móc khóa bọt biển cơ. Yeah. Anh muốn bóc ra để xem bên trong có gì, chứ không phải là mấy cái móc khóa có sẵn như thế này. Wow, nhưng mà càng đi vào trong này càng nhiều đồ dễ thương nha. Phải công nhận là nơi này không có gì ngoài sự màu mè và dễ thương. Chắc là các bạn nữ sẽ thích lắm đúng không? Còn anh thì không thích vào những chỗ như thế này cho lắm. Hả? Bởi vì mỗi lần vào thì đều rất là tốn tiền. Nhìn thấy cái gì anh cũng muốn mua mà. Đấy, nỡ lòng nào mà đi ngang qua chỗ này không sờ một miếng cơ chứ. Nhìn mấy em gấu bông này đã quá trời luôn. Mà ở đây có cả đồ chơi con trai nữa này. Tiếc là anh chơi đồ chơi con trai thì hay bị flop lắm. Chắc là không có nhiều bạn nam coi kênh của anh đúng không? Chỗ này thì còn có những mô hình mini về các nhân vật hoạt hình của Disney nữa này. Wow, như kiểu là tượng chibi vậy. Dễ thương quá. Ủa, mà sao lại có chị thơ ở đây? Nani? À không, đây mới là chị thơ này. Đây rồi, đôi giày. Loay hoay một hồi thì anh mới tìm được bọt biển. Nhưng mà nó lạ lắm. What? Cái này không giống như cái gói ở trên mạng người ta giới thiệu. Đúng thế, đây không phải là móc khóa, mà là mô hình bọt biển thôi. Và mức giá của nó thì... Thôi thì sau khi suy đi tính lại, anh quyết định là sẽ lấy ba em này về để bóc hộp. Không thể mất công cả buổi chiều mà lại ra về tay trắng được. Đấy, mua thì dễ lắm, tới lúc tính tiền thì lại mới thấy khó thôi. Dạ, hóa đơn của anh là 600k. À. Trên đường về thì anh còn đi ngang qua chỗ này, nhìn quen lắm. Hả? Có bạn nào nhận ra chỗ này không? Anh chỉ biết là nó rất là quen, mà tạm thời chưa nhớ ra nổi.
Ở đây thì anh thấy người ta bán tượng để cho chúng ta tô. Nhưng mà khoan, mấy cái hình mẫu này sao nó lại đẹp quá vậy? Đúng là người ta tô bằng màu này. Mà tại sao có thể tô đẹp thế nhỉ? Anh thật sự rất là ngạc nhiên luôn, vì trước đây anh từng làm video tô tượng mà nó xấu hoắc. Thế là anh quyết tâm phải mua lại một lần nữa. Anh đã mua hẳn 2 bức tượng với giá là 160k, 80k một bức đó, bao gồm có cả màu luôn. Để về nhà anh sẽ quay clip cho các em xem. Nhớ đón xem ở những clip sau để xem là anh tô có được đẹp như mẫu người ta trưng bày ở đây hay không nhá. Còn bây giờ thì anh té đây, tốn tiền quá rồi. Anh đã về nhà rồi đây, và bây giờ chúng ta hãy cùng khui hộp xem có gì ở bên trong này nhá. Nhưng mà trước tiên ấy, thì anh hỏi thật, ở đây đã có bạn nào đã từng xem phim hoạt hình SpongeBob này chưa? Đây là một series phim hoạt hình của Mỹ thì phải. Nó có đâu đó 14 mùa và là một cái series phim hoạt hình hài. Anh từng thấy nhân vật này nhiều rồi, nhưng phim hoạt hình về nhân vật này thì anh chưa xem. Thế cho nên là anh cũng sẽ không giới thiệu với các em được nhiều về các nhân vật trong cái phim hoạt hình này đâu. Chắc là chúng ta sẽ đánh giá thông qua vẻ bề ngoài. Có nghĩa là nếu mà bóc được bạn nào đẹp đẹp ấy thì chúng ta sẽ vui thế thôi. Còn bạn nào xấu xấu ấy thì cũng vui, bởi vì chắc là cũng không có bạn nào xấu đâu. Ok, anh sẽ chọn cái này trước. Anh thấy ở chỗ đấy ấy, có nhiều bạn ngứa tay. Các bạn ấy đã bóc sẵn ra rồi và cửa hàng người ta phải dán lại ấy các em ạ. Nhiều bạn chắc là không biết, muốn bóc ra xem bên trong có gì. Nhưng mà cái này một khi đã bóc ấy thì xong luôn. Cửa hàng nào mà khó tính ấy thì người ta bắt các em mua luôn ấy, chứ không có chuyện là bóc xong rồi được ra về đâu. Bên trong lại có một cái túi này. Hai túi luôn. Không biết là chúng ta có phải lắp ráp không nhỉ? Cái gì thế này? À, hình như là cũng phải lắp ráp vào với nhau đấy các em ạ. Đây có vẻ như là một con bạch tuộc. Rồi lắp làm sao? À, đây là bạn bọt biển này. Nhưng mà bọt biển này có màu hồng chứ không phải màu vàng. Kỳ lạ quá ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau loay hoay lắp ráp cái bộ này. Có vẻ như là nó cũng không có quá nhiều chi tiết đâu. Đây, sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ có một cái tấm hình như thế này này. Đó. À, đây người ta còn có hướng dẫn lắp luôn nè. Tính ra ấy, thay vì mua móc khóa thì chúng ta cũng có thể mua cái bộ này. Bộ này mua về thì chúng ta có thể chơi được luôn này. Wow. Lại còn là mô hình có thể trang trí nữa. Nhưng mà nó chỉ có thể đặt ở góc học tập của các em hoặc là đặt ở trên bàn thôi. Cũng rất là dễ thương. Thành quả cuối cùng của anh sẽ là như thế này đây các em ạ. Đó, các em nhìn này. Bạn này rất là đẹp, rất là dễ thương luôn đúng không nào? Nhưng có điều là cái mắt của bạn ấy dù anh xoay thế nào nó cũng vẫn bị lệch. Không biết như thế đã đúng chưa nữa. Hoặc là đây là một cái mắt kính giả của bạn ấy thì phải. Nhưng mà dù sao cũng rất dễ thương đúng không các em? Cái này anh cho 10 điểm luôn ấy. Quá là đẹp ấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng bóc đến hộp thứ hai. Hộp này hình như có ai bóc trộm vào rồi nè. Đây, có ai lỡ bóc vào xong rồi bị các chị nhân viên ngăn cản hay sao ấy. Nên là các chị ấy đã dán băng keo vào. Cũng may là anh vẫn còn được bóc một tí. Thực ra ấy, cái việc bóc ra thì nó cũng không có tác dụng gì lắm đâu. Bởi vì ở trong này còn một lớp bọc ni lông nữa mà. Các em bóc ra các em không thể nào xem được bên trong đâu. À, đây là một bạn khác. Hay quá. Anh cũng mong là không lặp lại các bạn mà anh đã bóc được. Nếu mà lặp lại thì sẽ rất là buồn. Wow, bạn này còn dẻo dẻo nữa này. Trông cưng quá đi. Cưng vô lây. Đây là nhân vật thứ hai của chúng ta. Trông nó có vẻ giống như là một con tôm vậy. Một con tôm càng nhưng mà có tận 4-5 đấm. Quá là dữ dội luôn. Những cái nắm đấm này có thể cử động được nữa này. Nhìn con này chiến quá các em ạ. Và nó cũng rất là ngộ nghĩnh đáng yêu đúng không nào? Đó, quá là đẹp luôn. Anh còn thích con này hơn là con SpongeBob màu hồng này nữa cơ. Và cuối cùng, cái hộp này chúng ta hãy cùng xem là có cái gì bên trong nhá. Bóc nốt ra luôn. Hình như nó cũng đã bị bóc rồi. Nhưng mà may không sao, ở bên trong thì nó vẫn chưa bị ai khám phá đâu. Wow. Ý, lại một bạn khác nữa nè. À, bọt biển màu vàng đây thì phải. Vậy là đã xong bạn bọt biển béo ú nụ số 3 này. Bạn này thì còn có một cái con bạch tuộc ở trên đầu nữa thì phải. Hơi bị ghê luôn. Con bạch tuộc này thì có cái mắt. Mới đầu thì anh tưởng mắt là của bạn này. Anh đã lắp nhầm vào đây. Nhưng mà hóa ra không phải. Mắt của bạn này là chỉ dán giấy thôi. Nhưng mà nhìn cũng rất là xinh đúng không kem? Bạn này lại còn mặc một cái áo sơ mi trắng thắt cà vạt nữa. Và như vậy là anh đã vừa hoàn thành cái bộ sưu tập SpongeBob của mình. Thực ra là cũng chỉ có 3 em thôi. Không được gọi là bộ sưu tập đâu. Nhưng mà anh thấy nó cũng khá là đẹp đấy chứ. Có bạn nào biết tên của ba bạn này không? Nói cho anh biết với nhá. Bạn số 1, bạn số 2, bạn số 3. Lần lượt tên của các bạn ấy là gì? Hãy bình luận ở phía dưới cho anh biết. Và theo các em thì bạn nào đẹp nhất trong ba bạn này? Đó.
Anh thấy là bạn nào cũng đẹp luôn ấy. Bây giờ anh không phân vân, không biết là bạn nào đẹp nhất luôn ấy. Nhìn bạn nào cũng có một cái vẻ đẹp riêng. Và những cái sản phẩm này thì người ta đã làm với cái mức độ tinh xảo rất là cao. Những cái chi tiết cũng được hoàn thiện cực kỳ tốt. Nhựa cầm vào rất là đã tay luôn này kem. Wow, nó 200.000 mà. Thật sự luôn ấy, nếu mà không tốt thì anh sẽ bóc phốt ấy. Nhưng mà nó rất là đẹp, rất là tốt. Và các em hãy cho anh nhận xét ở phía bên dưới nhá. Với 600.000 thì bộ sưu tập này của anh có xứng đáng hay không? Có xứng đáng với công sức của anh lặn lội đi tìm kiếm với lại là bỏ tiền ra mua hay không? Còn bây giờ thì video của anh đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích anh làm những video tương tự như thế này thì hãy cho anh một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè đấy nhé. Bye bye các em và hẹn gặp lại các em trong những video sau.